đe dọa Thái Lan, hành vi vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Xung quanh việc Ewing Bruck, kẻ cầm đầu vụ khủng bố xảy ra tại Đắk Lắk vào hồi tháng 6 năm ngoái, đã bị bắt tại Thái Lan, có lẽ là những diễn biến thu hút sự chú ý của dư luận trong suốt thời gian qua. Lý do Ewing Bruck bị bắt ở Thái Lan là do quá hạn visa, trong khi đó kẻ này đang bị Việt Nam truy nã vì tội khủng bố. Ngay lập tức, các tổ chức chống chính quyền và tổ chức nhân quyền quốc tế đã đưa ra những dự đoán bi quan về việc Bruck sẽ có khả năng cao được dẫn độ về Việt Nam. Các trang tin chống chính quyền như BBC, RFA, VOA đều có bài đăng dẫn lời các tổ chức nhân quyền kêu gọi Thái Lan không trả nhà hoạt động người thượng về Việt Nam. Nội dung của các thông tin này chủ yếu tập trung vào luận điểm rằng Ewing Bruck đã được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR cấp quy chế tị nạn, rằng Ewing Bruck không gây hại gì cho Thái Lan nên phía Thái Lan không được phép dẫn độ Bruck về Việt Nam và rằng Bruck sẽ phải chịu nguy cơ tra tấn nghiêm trọng. Một số cá nhân còn đe dọa rằng Thái Lan sẽ phải chịu sự trừng phạt hoặc không đủ tư cách để được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào cuối năm nay như tuyên bố của bà Marie Lawler, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các nhà bảo vệ nhân quyền. Trước hết, cần phải hiểu rằng Thái Lan bắt Ewing Bruck vì người này quá hạn visa, chứ không phải bị bắt về tội khủng bố của Việt Nam hay thực hiện theo mệnh lệnh của Việt Nam như cách mà các trang tin chống chính quyền đang tuyên truyền nhằm xúc phạm bôi nhọ chính phủ Thái Lan. Khi biết việc này, phía Việt Nam mới đề cập đến việc dẫn độ y về Việt Nam vì liên quan đến tội khủng bố. Việc Thái Lan bắt Ewing Bruck và có thể sẽ trục xuất về Việt Nam là hợp hiến và bảo đảm các quy ước quốc tế. Các tổ chức chống chính quyền cho rằng Bruck đã được cấp quy chế tị nạn và theo Công ước về người tị nạn của Liên Hợp Quốc thì Bruck không bị dẫn độ về nước. Nhưng họ lại lờ đi việc Thái Lan có quyền công nhận hoặc không công nhận Ewing Bruck là người tị nạn. Và Thái Lan không phải là thành viên của Công ước về người tị nạn năm 1951 nên không bị ràng buộc. Tuy nhiên, giữa Thái Lan và Việt Nam đã ký kết hiệp định tương trợ tư pháp, trong đó có những điều khoản cụ thể về việc hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước khi điều tra xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật của mỗi bên. Không những thế, trong trường hợp này mà tham chiếu theo Công ước về vị thế của người tị nạn, thì Ewing Bruck cũng không được công nhận là người tị nạn, bởi tiêu điểm C, điểm F, điều 1 của Công ước này sẽ không áp dụng với bất kỳ người nào khi C. Người đó đã có những hành động trái với mục đích và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Và một trong những nguyên tắc của Liên Hợp Quốc là chống khủng bố dưới mọi hình thức. Cả Việt Nam và Thái Lan đều là thành viên của nhiều công ước quốc tế về chống khủng bố. Vì vậy, cơ chế tị nạn của UNHCR không phải là kim bài miễn tội, không phải là cơ sở để Ewing Bruck không bị xử lý hình sự vì hành vi phạm tội khủng bố và ngăn cản Thái Lan dẫn độ Bruck về Việt Nam. Các tổ chức chống chính quyền và nhân quyền quốc tế cho rằng Thái Lan vi phạm công ước về người tị nạn nhưng chính họ đang chà đạp lên các công ước quan trọng hàng đầu của Liên Hợp Quốc. Họ yêu cầu Thái Lan phải thực hiện theo những mong muốn của mình và rằng nếu không thực hiện thì sẽ dẫn tới các trường hợp này, trường hợp kia là một hành vi đe dọa nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới vị thế, uy tín của quốc gia đó. Thậm chí hành vi này còn ngồi trên đầu hiến chương của Liên Hợp Quốc vì xâm hại đến nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác được quy định trong điều 2 khoản 7 của hiến chương Liên Hợp Quốc. Về những lo ngại Ewing Bruck sẽ phải chịu nguy cơ tra tấn nghiêm trọng nếu bị dẫn độ về Việt Nam là những lập luận theo kiểu suy diễn và trẻ con. Theo các công ước quốc tế như Công ước về dẫn độ, Công ước chống tra tấn và hình phạt hoặc đối xử vô nhân đạo, tàn ác và các hiệp định dẫn độ khác của khu vực và giữa các quốc gia, thì quốc gia yêu cầu dẫn độ buộc phải cam kết một số điều khoản nhất định với quốc gia chuyển giao cá nhân. Những cam kết này nhằm đảm bảo rằng việc dẫn độ tuân thủ các quy tắc quốc tế về quyền con người và pháp luật, như việc phải được xét xử công bằng, bảo vệ quyền con người, không tra tấn hoặc ngược đãi. Quốc gia chuyển giao cũng có quyền yêu cầu các tổ chức nhân quyền quốc tế tham gia giám sát quá trình xét xử, giam giữ. Mà dĩ nhiên, những trường hợp như Ewing Bruck thì không cần yêu cầu, các tổ chức nhân quyền cũng tự mò tới. Thực tế, cho đến nay, các bị cáo bị kết án có mặt tại Việt Nam trong vụ khủng bố là đồng đảng đều không có khiếu nại tố cáo về việc bị tra tấn. Trước sự đe dọa của các tổ chức chống chính quyền và nhân quyền quốc tế với Thái Lan, người dân Thái Lan cũng đã có những phản ứng trên trang Bangkok Post như sau. BKK Skipper, Liên Hợp Quốc và HRW đang làm gì để chống lại tội ác chiến tranh ở Gaza hoặc bờ Tây? Theo tôi, đó là những tổ chức vô dụng. Puli, hoàn toàn đồng ý, cả hai tổ chức đều chọn cách đấu tranh của họ, chủ yếu là để gây hấn về mặt chính trị. Ondairman, hầu hết những nơi còn lại trên thế giới không biết và không quan tâm đến anh ta, xin đừng la lên.
Có lẽ các tổ chức chống chính quyền và nhân quyền quốc tế đang có những phản ứng không phù hợp, vi hiến và xúc phạm đến danh dự của một quốc gia khác. Một mặt bộc lộ rõ những mục tiêu chính trị bẩn thỉu, nhưng đồng thời cũng khiến cho công dân của nhiều quốc gia đang dần mất niềm tin vào các tổ chức này. Và đó là Thái Lan, một quốc gia được xem là dân chủ thân phương Tây.